Thì đó là hai đứa mình ra. Đúng rồi, đi đâu vậy Jennifer? Đi lên casino làm. Wow, chúng tôi đang đi là bữa là limousine rước hai chị em mình. Thì... Jessica. Dạ. Dạ dạ em ra liền em. Dạ em ra liền. Dạ dạ. Dạ đẩy liền. Xíu. Có tay có chân mà. Chứ là phải tay biến bại liệt đâu mà sao mở miệng cứ sai hoài. Cứ sai hoài. Mà đúng không chị? Đúng rồi. Trời ơi. Mà kêu mạnh miệng ghê á. Trời ơi. Hello. Hello. How are you? Thank you. Thank you. Luôn. Đó, xe sẽ rước chúng tôi nha. Ok. No 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 no. Ok hả? Wow. Trời ơi đại gia. Trời ơi đại gia mới. Ok. Thank you. Thank you. Ê, ok, đây là phòng của hai đứa mình đó. Ok. 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 Trước đi, vô trước đi. Go. Đây hả? Năm. Ok. Wow. Đi chiếc này khỏe. Khỏe quá trời. Trời đất ơi, xe giường nằm bên Mỹ nó sướng dễ sợ. Bà chủ thương mình quá. Thương quá trời. Ông nói hả, kỳ này đi cho thương gia. Ừ. Là nằm đồ duỗi chân đồ thoải mái. Trời đã ơi. Trời ơi, đã quá. Sao mà sướng gì cuộc đời gì mà sướng. Nè có đèn chớp nè, đèn như đèn ông Địa ông nội ơi. Trời ơi. Nó chạy á, chớp. Quán bài đó, bú si la bùm ba la bùm ba la bùm 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 bú si la bùm ba la bùm. Trời ơi, bây giờ hai chị em tụi tôi đi lên casino bà chăn gà. Đúng rồi, đi chuẩn bị mà làm việc đồ này nọ. Hai chị em tôi rất là năng lượng. Ai muốn gặp hai chị em tôi lên casino nha. Đúng rồi, lên casino chúng ta cùng chia bài lặp lại như một tần số. Còn còn bằng em hả? Ở đồ ngốc. Ai muốn bốc hai chị em tôi thì cứ gọi thẳng hai chị đúng em tôi rồi, nha. Đúng rồi, bây giờ tụi tôi đi, tụi tôi sang trọng quá trời. Bây giờ là giới siêu giàu bốc được chúng tôi thôi. Làm ăn mỗi ngày phải đẳng cấp lên chứ. Trời ơi, mấy bữa là ngồi xe ngồi cực khổ. Bà chủ ra. Bà chủ chờ con xíu con thử. Ok. Trời ơi, bà chủ sao cho tụi con đi xe giường nằm vậy? Ở bên kia quá trời luôn kìa. Ok, go. Xe nằm luôn cho Jennifer, dạ. Tôi không có tiền bồi thường cái bảo hiểm y tế cho cô đâu, cô đi xuống đi. Tôi sợ. Ok. Jessica. Có mấy cái đâu, 4 cái thôi, 6 cái thôi. Trời đất ơi. Anh xin ơi, ông chủ ơi. Gì? Ông chủ ra phụ xí, mình là người tử tế. Restroom. Ôi, nhưng mà sao tự nhiên đúng lúc đi restroom vậy ta? Ông chủ đâu rồi ông chủ? Ông chủ ơi. Ừ, đi ra ngoài lễ đi anh xịn ơi. Được rồi, không? Được không? Được. Được không vậy? Được. Từ từ thôi, từ thôi. Trời ơi, trời ơi. Nặng lắm không được đâu. Từ thôi. Bỏ đủ đạn cái gì mà nặng vậy? Sao nó nặng thiệt á, nặng lắm. Mỗi cái là khoảng chừng hơn 30kg á. Ừ, hai vợ chồng cái nó nặng quá. Trời ơi. Ủa, 30kg. Trời ơi, làm bao nhiêu tiền biết không hai đô à. Sao? Làm thấy bà với cha luôn. Trời ơi. Ok. Sao lần này cầm có một cái vậy? Cô nặng hồi nãy tụi nhẹ trên cái mũi sao tôi sạc quay quay nách luôn. Trời, rồi được rồi. Đó, cảm ơn. Đây. Thôi để làm luôn nha. Trời. Không làm được gì đâu vậy. Không,
Mình sẽ không có nói đâu, mình cũng biết điều chứ. Không phải, không phải đâu. Không phải. Cái hả chị lên xe cái chị hả? Không phải. Không phải. Không phải đâu. Tôi là một người cô chủ tốt mọi người ơi. Đừng có hiểu lầm mọi người ơi. Đấy, tôi cũng cầm một cái mà. Đấy, đó. Rồi. Ủa mà dạ, dạ, em ạ. Trời ơi. Đặt ghi xin nữa nè, xin đâu nè. Quá trời. Quá đúng mệt luôn á. Giờ ra đây mới nói nè. Sao? Mệt quá. Mệt quá. Lương có nhiều đâu mà làm. Phải casino làm thôi. Tụi em nhiều show đi. Đúng. Dạ. Bo đồ. Ok bà chủ. Hết chưa? Hết chưa? Ok bà chủ. Về nha, bữa quýt lộn này. Đúng rồi. Ông chủ ơi. Xong rồi đó. Xong rồi hả? Ủa đi cái này gì cưng? Ok, tạm biệt con nhà triệu đô. Khi nào tụi tôi có tiền chắc chắn tụi tôi sẽ về căn phòng này để mà mua lại. Lên xe, lên xe. Quá trời mệt rồi, thiệt á. Cái pha ly á, như bỏ sắt ở trong á. Thì đó, hai chồng đi mua phế liệu bên này mà. Hai vợ chồng gì mà trên cái gì mà nặng vậy? Hay là vô em xanh mặt luôn. Trời ơi, xanh mặt là có thiệt luôn á má. Sắt ở trong hay sao á? Sắt đó hai chồng rinh tạ theo tập tạ đó mà có tập đâu. Ăn quá trời. Thì đó ăn xong rồi tập đâu có nổi đâu. Mà nói tập không có tập. Mập thay ra. Mà nói mập không có chịu. Đúng rồi, nó mập là giận đó. Ừ. Thấy không, mập mệt nè. Mệt. Đó, bây giờ khi mà chúng tôi di chuyển thì chúng tôi sẽ dọn dẹp đồ sạch sẽ trả lại nguyên hiện trường. Đó, tôi mới đổ rác đồ xong sạch sẽ hết. Tạm biệt căn nhà này, khi mà tụi tôi có điều kiện thì khoảng làm casino khoảng bao lâu mình sẽ mua được căn nhà này Jennifer? Chắc vài chục năm. Tôi nghĩ là kiếp. Vài chục năm đi. Ok, bây giờ nhà Jennifer cũng 70 rồi, vài chục năm thì đó. Quá trời, tạm biệt con nhà thân thương. Tạm biệt bấm biệt thân yêu. Tạm biệt cũ mỹ già nha. Tạm biệt thò trắng xinh xinh. Mai em qua bà chân gà rồi. Mai em qua gì? Casino rồi. Bà chân gà. Mai em qua bà chân gà rồi. Nhớ lắm quên sao được bà chân. Nhớ lắm quên sao được. Ôi Cali thân yêu. Tạm biệt bà con ở Cali. Hẹn gặp ở bà chân gà. Casino bà chân gà. Tạm biệt.